Khăn giấy rút kim cương là sản phẩm cao cấp của công ty giấy Milan, là mặt hàng xuất khẩu châu Âu của công ty, giá cho người Việt. Sản phẩm được thiết kế sang trọng, gọn gàng, phù hợp sử dụng trên bàn ăn, văn phòng, khách sạn, nhà hàng cao cấp, trong ô tô hoặc mang đi picnic. Đóng gói 190 tờ 3 lớp, 3 gói 1 lớp, kích thước tờ giấy 135mm x 185mm. Với kết cấu 3 lớp nên giấy dày, dai, mềm mịn như lụa, thấm hút tuyệt đối, lau chùi không để lại bụi giấy và vụn giấy. Đặc biệt giấy rút kim cương được làm từ 100% bột gỗ thông tự nhiên, không hóa chất tẩy trắng, không mùi, không độc hại, thích hợp với mọi loại da. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín, áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 nên an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Công ty cam kết bồi thường 100% giá trị nếu không đúng như giới thiệu. Hệ thống bán hàng của công ty luôn phục vụ quý khách hàng tận tình, chu đáo 24/7. Công ty giấy Milan với phương châm làm giấy thật, lan tỏa giá trị thật.